4 bước trở nên tự tin hơn với cách làm video marketing. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn, hiện đang là nhà đào tạo về kinh doanh và marketing. Và tôi biết có rất là nhiều các anh chị khi mình đứng trước ống kính thì mình không biết là nói như thế nào để cho người khác hiểu, hay là khi mà mình đứng trước ống kính thì mình rất là ngại trong quá trình mà mình chia sẻ. Tại vì khi mà mình đứng trước ống kính thì mình sợ người khác nghĩ gì về mình. Và tôi biết có rất là nhiều các anh chị khi mà mình muốn chia sẻ một cái điều gì đấy, nhưng mà vì cái lý do mình không tìm được cái ý tưởng như thế nào để cho tạo được cái video có rất là nhiều lượt xem hơn. Và tôi biết có rất là nhiều các anh chị khi mà mình đứng trước ống kính thì mình hay nói bị vấp chữ, hay là mình hay nói bị vấp câu từ, cho nên là không biết là có kịch bản như thế nào để tạo ra một cái video có rất là nhiều lượt xem hơn. Và tôi biết có rất là nhiều các anh chị khi mà mình đứng trước ống kính và mình không biết là cái setup, một cái bối cảnh như thế nào để cho nó phù hợp với cái video của mình. Và trước đây thì tôi cũng giống như các anh chị đang xem ở đây, tôi cũng mong muốn rằng là tự tin hơn chia sẻ cái kiến thức của mình đã học được và những cái kiến thức của mình đã trải nghiệm được. Và tôi cũng mong muốn rằng là video của mình có rất là nhiều lượt xem để tạo ra cái tệp khách hàng tiềm năng trên internet bằng cách là làm video marketing. Và tôi biết có, và tôi cũng mong muốn rằng là cái việc mà mình làm video marketing thì mình có thể mình có kịch bản rõ ràng hơn, và mình có rất là nhiều ý tưởng trong quá trình mà mình làm video marketing. Và sau một thời gian thì tôi mới nhận ra rằng nếu mà mình không làm video marketing thì mình không thể tiếp cận được khách hàng tiềm năng trên internet. Và tôi cũng nhận ra rằng là có rất là nhiều người bạn của tôi, họ cũng làm video marketing và họ đã cũng thành công ở trên cái nền tảng đó. Và tôi nhận ra, và tôi lúc đấy thì tôi mới đi tìm hiểu là cách nào để có thể làm video marketing, có thể đưa cái thương hiệu của mình lên internet. Và sau một thời gian thì tôi mới tìm hiểu được một người thầy, thì người thầy đấy đã chia sẻ lại cho tôi là cái kiến thức làm video marketing như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là tôi học hỏi từ những người bạn ở trong lớp đó, thì họ cũng làm chia sẻ cho tôi cách làm video marketing. Và sau một năm trở lại đây, tôi đã học hỏi và tôi đã luyện tập thường xuyên. Mỗi ngày thì tôi đã quay được video marketing, và sau một thời gian một năm và tôi đã hoàn thành. Và bây giờ thì tôi đã tạo ra có rất là nhiều video triệu view ở trên internet. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn là có 4 cái cách để giúp cho các bạn khi bắt đầu làm video marketing thì các bạn có thể tự tin hơn trong quá trình mà các bạn làm video marketing. Và đầu tiên thì các bạn, cái cách đầu tiên khi các bạn làm video marketing thì các bạn hãy nhớ là mình phải có một cái kịch bản 6 bước. Làm thế nào để chúng ta có thể có một cái kịch bản 6 bước thì tôi sẽ đưa cho các bạn xem. Đây là kịch bản 6 bước mà tôi đang chia sẻ lại cho các bạn. Kịch bản 6 bước này thì đầu tiên thì các bạn hãy nhớ là đầu tiên thì mình sẽ có một cái tiêu đề. Tiêu đề thì mình phải nói được cái vấn đề của khách hàng, nói được cái giải pháp của khách hàng và nói được cái nỗi đau của khách hàng. Và cái điều thứ hai là các bạn phải giới thiệu tên. Khi các bạn giới thiệu tên của các bạn thì các bạn sẽ ngắn gọn trong vòng 5 giây thôi các bạn nhé. Và bước thứ ba là các bạn sẽ nói được cái nỗi đau của khách hàng đang gặp phải. Thì những cái câu hỏi của khách hàng đang hỏi các bạn hàng ngày thì đó là cái nỗi đau của khách hàng của các bạn. Và cái điều thứ tư là các bạn đang nói cái điều sung sướng của khách hàng. Ví dụ như các bạn là tôi đang nói các bạn là tôi đang muốn mong muốn như thế này, tôi đang mong muốn như thế kia, là cái điều mà khách hàng đang mong muốn. Và cái điều cuối cùng và điều tiếp theo là cái chiến lược hành động, là các bạn đang muốn chia sẻ cho khán giả điều gì thì các bạn hãy nói ra. Và điều tiếp theo nữa là cái hành động, khi các bạn chia sẻ hết cái kiến thức của các bạn đã học được rồi thì các bạn hãy nói là khán giả nên học tập về cái vấn đề gì, khán giả nên học lớp nào, khán giả nên mua cái gì, khán giả nên học tập từ ai, từ những ai, thì các bạn có thể gọi là chia sẻ lại cho họ. Và đó cái bước đầu tiên là cái bước kịch bản 6 bước. Tôi đang nhìn kịch bản các bạn nha, tôi đang nhìn kịch bản đấy. Bước thứ hai, tôi không cắt video, tôi muốn là thực chiến cho các bạn xem luôn thực tế là tôi đang quay như thế nào, để trong quá trình các bạn làm video thì các bạn có thể hỏi tôi. Và điều tiếp theo là các bạn hãy luyện tập trước gương. Tại vì sao tôi lại nói như vậy ạ? Khi các bạn luyện tập trước gương thì các bạn sẽ biết được cái cách mà cái phong cách của mình là như thế nào, phong cách của mình đã tốt hay chưa, cái âm giọng, cái khẩu miệng của mình đã tốt hay chưa, thì các bạn có thể luyện tập trước gương.
Cái việc mà luyện tập trước gương thì nó rất là nhiều lợi thế cho các bạn. Các bạn có thể xem được cái body language, được gọi là ngôn ngữ cơ thể, thì sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong quá trình các bạn quay video. Và cái điều tiếp theo nữa là khi các bạn làm, các bạn sẽ chọn ra cho mình một cái hình mẫu. Tại vì sao tôi lại nói như vậy ạ? Khi các bạn lựa chọn cho mình một cái hình mẫu thì các bạn sẽ biết được là mình có thể mình làm cái điều gì nó tốt hơn cái hình mẫu đó. Và mình có thể mình, lúc đầu thì các bạn có thể làm theo cái hình mẫu đó, nhưng sau một thời gian các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong quá trình mà các bạn làm video marketing. Thì các bạn có người hướng đến, được gọi là điểm A với điểm B, thì khi mà các bạn đã có cái mục tiêu rồi thì các bạn sẽ làm dễ dàng hơn khi mà người không có mục tiêu. Và cái điều cuối cùng là các bạn hãy tìm ra cho mình tầm khoảng 10 đến 20 cái video người ta đã làm có rất là nhiều lượt view ở trên Internet, có rất là nhiều lượt comment ở trên Internet và có rất là nhiều lượt chia sẻ ở trên Internet. Thì các bạn hãy gọi là tìm ra 10 đến 20 cái video người ta đã làm thành công và các bạn có thể làm theo cái video đó. Mới đầu thì các bạn có thể làm theo, nhưng mà sau một thời gian thì các bạn có thể tách ra và các bạn có thể lên một cái ý tưởng riêng cho mình trong quá trình các bạn làm video marketing. Và qua cái 4 cái bí kíp này thì sẽ toàn sẽ đã chia sẻ cho các bạn rồi. Thì mong rằng nếu các bạn mà đang thiếu sót điều gì thì các bạn hãy nhớ subscribe kênh của Toàn và hãy nhớ comment ở phần dưới video này, thì Toàn sẽ giải đáp cho các bạn những cái kiến thức mà Toàn đã trải nghiệm trong vòng 1 năm trở lại đây. Và nếu các bạn mà có điều kiện thì các bạn có thể học hỏi thêm những cái lớp về tự tin chia sẻ trước đám đông hay là thuyết trình trước đám đông. Thì khi các bạn luyện tập như vậy thì họ có rất là nhiều các kiến thức mà các bạn đã học được, thì các bạn có thể áp dụng vào trong quá trình các bạn làm video marketing. Thực chất Toàn chia sẻ thực lòng với các bạn là trước khi mà Toàn làm video ngày thứ 27 marketing này, thì các bạn lật lại cái video cũ của Toàn mà xem. Lúc đầu thì Toàn rất là bỡ ngỡ, nhưng mà bây giờ thì Toàn khi mà Toàn gặp người khác hay là Toàn gặp Toàn nhìn cái camera thì Toàn có thể Toàn nói được cho rất là nhiều điều ở trên này. Thì bằng cái cách là Toàn làm video marketing 28 ngày là của thầy Phạm Thành Long, thực sự là như vậy. Nếu các bạn mà đang xem đến cái phút cuối này thì Toàn rất là cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này. Và bạn là một trong những người bạn cực kỳ đặc biệt, gọi là tỷ lệ 1% của thế giới mới xem đến ngày thứ 27 này của Toàn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này. Và các bạn hãy nhớ là nếu thấy video này ý nghĩa thì các bạn hãy nhớ like, subscribe kênh của Toàn, để khi mà Toàn ra video thì các bạn là người đầu tiên nhìn thấy. Và không hẳn là cái video là trong vòng 27 ngày đâu các bạn, thì Toàn sẽ làm xuyên suốt trong quá trình mà các bạn Toàn làm video. Toàn làm tất cả, Toàn học những cái kiến thức nào về kinh doanh, về marketing, rồi những cái kiến thức nào về gọi là phát triển con người, thì Toàn sẽ chia sẻ lại hết cho các bạn trong quá trình mà các bạn làm video marketing. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.